Điểm yếu của bạn là gì? Nếu được nhận câu hỏi này trong buổi phỏng vấn, các bạn sẽ trả lời như thế nào? Một số câu trả lời mà anh hay nhìn thấy, một là suy tư rất lâu, không biết là nên trả lời như thế nào hết, chứng tỏ là các bạn chưa thực sự chuẩn bị kỹ cho buổi phỏng vấn này. Câu trả lời thứ hai, hai là vừa thực vừa vui vui vừa giỡn giỡn, nên là điểm yếu của em là không có điểm yếu nào hết. Really? Thiệt hả? Thiệt là các bạn không có điểm yếu nào hết, các bạn đang đùa giỡn à, hoặc là các bạn đang nói thiệt. Cả hai trường hợp đó đều đưa mình vào một cái thế không có được sự ấn tượng tốt lắm trong buổi phỏng vấn. Cái kiểu thứ ba anh hay thấy là gì, là à, em nói ra những cái điểm yếu của mình một cách ngẫu nhiên, một cách ngây ngô, theo kiểu là dạ điểm yếu của em là em rất là lười, em thường không làm một việc gì đó thì em hay dễ nản, và sau đó em lười, em không biết bắt đầu sẽ làm tiếp nó như thế nào. Và có khi đó là điểm yếu của các bạn thật, nhưng mà nếu mà các bạn cứ có gì kể nấy ra giống như vậy thì rốt cuộc các bạn có ý gì khi kể ra điểm yếu đó? Rồi nếu các bạn lười, các bạn mong đợi gì ở công ty? Công ty sẽ phải luôn có một cái gì đó truyền động lực cho bạn mỗi ngày à. Đó cũng là một cái rất là tệ để trả lời. Kiểu thứ tư mà anh hay nhìn thấy là cố để tìm cách biến điểm yếu thành điểm mạnh. Dạ em, điểm yếu của em là người rất là cầu toàn, khó tính, nên là khi làm được việc gì đó, mặc dù là nó sẽ giúp cho công việc tốt hơn, nhưng nó cũng gây hại cho em. Đôi khi em muốn nó cầu toàn quá, thành ra là em sẽ tốn nhiều thời gian hơn, thành ra là đôi khi em sẽ khó tính với những người xung quanh và làm cho mọi người cũng không yêu quý em lắm. Nên cái tính cầu toàn là cái tính mà nó cũng gây cho em một vài cái khó chịu. Thì một cách nào đó nó vừa nói về cái điểm yếu mà vừa giả bộ khoe ra là cái điểm này là cũng là điểm mạnh của em đó nha. Và các bạn làm nó một cách vừa theo cái công thức mà mình đọc được ở đâu đó trên mạng, và cái cách nói của mình nữa, làm cho người này ngay lập tức sẽ cảm nhận thấy là hey, bạn đang cố tình để mà thể hiện ra đấy à. Vậy rốt cuộc cái thực sự cái điểm mà bạn vẫn còn đang yếu là cái gì vậy? Rốt cuộc bạn có nói hay không? Cái câu đó nó không khác gì với chuyện là em không có điểm yếu nào hết. Nó chỉ được nói ở một cái cách mà văn vẻ hơn, và để nghe cho nó thoải mái và dễ lọt vô tai hơn. Và những người nào đã từng có kinh nghiệm phỏng vấn nhiều rồi, họ sẽ không bao giờ bị đánh lừa bởi những thứ đó, nghe nó xạo xạo và giả tạo ra làm sao á. Và đó là yếu tố mà các bạn sẽ không bao giờ có được sự ấn tượng. Nên làm sao để trả lời được câu hỏi này cho đúng? Cái thứ nhất, các bạn phải hiểu được là mong đợi của nhà tuyển dụng là gì. Ở cái khía cạnh mà người đi phỏng vấn họ muốn gì từ câu hỏi đó, thì từ đó các bạn sẽ bắt đầu biết được rõ ràng hơn là hey, mình cần thể hiện và bộc lộ cái câu trả lời ra như thế nào. Ok, anh sẽ chỉ cho các bạn góc nhìn của nhà tuyển dụng, nghe kỹ nè. Góc nhìn đầu tiên là góc nhìn cơ bản về cái công việc đó, có 3 thứ. Một, họ muốn biết cái ứng viên của mình đã có tìm hiểu kỹ về công việc chưa. Tại vì trong bản thân một công việc nhất định nó sẽ có luôn là mình cần phải làm cái gì trong công việc đó, công việc đó cần mang lại kết quả gì, và công việc này đòi hỏi một người có cái tố chất, những điểm mạnh gì, và có những cái người mà nếu họ có những cái điểm yếu gì sẽ khiến cho cái công việc này không được vận hành trơn tru hiệu quả lắm. Cái bản chất công việc nó đã bao gồm những thứ đó rồi, và nếu các bạn có tìm hiểu nghiên cứu, các bạn sẽ biết được là hey, có một số thứ sẽ gây cản trở cho công việc này, và đó là điều bình thường. Không có cái người nào mà nhào vô và hoàn thiện hết 100% liền ngay từ ban đầu hết. Nên nếu các bạn tìm hiểu, mình sẽ nhận ra. Và cái điều cơ bản giống như vậy thôi á, anh cũng thấy ngạc nhiên là rất ít người thực sự làm chuyện đó một cách nghiêm túc. Có nhiều bạn tới trong buổi phỏng vấn chỉ biết là à, mình phỏng vấn cho công việc đó, cái job nó tên gì thôi, rồi vậy thôi à. Mà em thấy nó hay, thích, còn không tìm hiểu kỹ về website của công ty, cũng không hiểu là công ty có những mảng nào, cái công việc này nó là một cái phần nào trong những thứ khác của công ty đang có nữa, mà chỉ thấy cái job đăng lên, thế là apply vào. Và đó là một cái sự chuẩn bị rất là hời hợt. Và đó là cái thứ mà nếu các bạn có chuẩn bị kỹ hơn, ngay lập tức mình đã nổi bật hơn rồi. Quay ngược trở lại, điều thứ hai mà muốn biết là cái người này có khả năng hiểu về bản thân của mình hay không, có tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu hay không, để mà mình nhìn ra được và có sự liên hệ này. Cho nên là cái điểm yếu không phải là cái nói ngẫu nhiên về cả cuộc đời của mình, những điểm mạnh trong cuộc đời của mình, những điểm yếu trong cuộc đời của mình, mà là những điểm yếu mà mình nhận ra là hey, mình đang có, và cái điểm yếu này nó có liên quan tới công việc. Thì khi mà các bạn chia sẻ được một cái điểm yếu giống như vậy, người ta sẽ nhận ra là hey, người này là người có tìm hiểu kỹ, người này là người hiểu về, có biết được, ý thức được là cái điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu, người rất là rõ ràng và chân thành, và có cái sự liên hệ và logic tới công việc của mình. Đó là điều thứ hai. Và cái thứ ba là cái rất là quan trọng, là nếu bạn đã nhận ra như vậy rồi, bạn có làm gì để cải thiện nó hay không?
để từng bước đạt được cái mục tiêu, từng bước hoàn thành tốt cái công việc này. Cái quá trình mà bạn đang làm là gì? Bạn đã làm gì rồi? Bạn đang làm gì và định làm gì sắp tới để có thể tốt hơn và dần dần hoàn thiện bản thân của mình hơn? Đó là thứ rất là quan trọng. Tại vì khi các bạn bước vào trong công ty, các bạn sẽ được training, huấn luyện thêm, làm quen công việc, rồi dần dần mới có thể làm tốt hơn được. Không ai mong đợi là mình sẽ làm hoàn hảo liền ngay từ ban đầu. Và để làm được chuyện đó, các bạn cần phải là người cởi mở, sẵn sàng học hỏi và thay đổi. Cho nên câu hỏi điểm yếu này nó quan trọng ở chỗ là điểm yếu là điểm mà cần phải thay đổi. Và hầu hết mọi người đều không sẵn sàng để thay đổi. Bởi vì khi nhắc tới nó, chúng ta nói chung rất là nhiều những cái bạn trẻ mà anh hay thấy, và ngay cả anh cũng gặp cái việc này ngay từ khi còn nhỏ luôn, là chúng ta hay bị giấu dốt. Cái gì mà hay ho mình sẽ khoe ra, còn cái gì mình yếu mình sẽ thu vô lại. Nên là mình không muốn ai nhìn thấy điểm yếu của mình hết. Chưa kể là mình sẽ phải đối diện với cái chuyện là bị so sánh với người này, so sánh với người kia. Mình sẽ cảm thấy quê, mình sẽ cảm thấy nhục, đúng không? Bởi vì chỉ ra cái thứ mà mình không tốt mà. Nên người ta sẽ giấu nó vô vô trong và thể hiện như kiểu là mình bình thường. Mà nếu mà một người đã không thể hiện điểm mà mình không biết ra thì làm sao mà dạy được? Nói cái gì họ cũng biết rồi, họ nói gì ok. Và lẩn tránh những cái thứ mà mình chưa làm tốt là người rất là khó dạy. Và một người khó được huấn luyện, hướng dẫn thêm làm sao mà phát triển và trưởng thành trong công ty được. Nên là muốn nghe qua cái chuyện đó là bạn này có phải là bạn dễ được chia sẻ, huấn luyện và thay đổi bản thân mình hay không. Nên nếu các bạn nói được chặng hành trình ở giữa nữa thì càng tốt. Nên một cái lần mà anh tham gia vào cái nơi mà cái công việc đó đòi hỏi phải tổ chức sự kiện, phải năng động, phải hăng say, phải nhiệt tình, trong khi anh là một người hướng nội, anh là người hay làm việc độc lập, anh là một người không có quá nhiều sự hăng hái và nhiệt tình. Câu trả lời giống như vậy. Và điểm yếu của em là em về bản chất em là người hướng nội, bản chất em là người hay làm việc độc lập và không phải là người rất là hăng hái, nhiệt tình lao ra ngoài để làm liền. Và em đã nhận ra nó cách đây một năm về trước. Và khi mà em bắt đầu nhận ra nó rồi thì em đã tham gia những lớp học để cải thiện khả năng giao tiếp của mình, cải thiện khả năng chia sẻ và thể hiện bản thân của mình. Và từ đó mỗi lần mà đến một môi trường nào đó lạ, mặc dù là trong lòng của mình vẫn cảm thấy run, vẫn cảm thấy nhát, nhưng mình cũng tới bắt chuyện, làm quen, hỏi xin cái này, phụ cái kia để cùng nhau support ở trong những cái nơi đó. Vẫn hoạt động nhỏ nhỏ giống như vậy. Và ngày hôm nay vẫn liên tục cải thiện, trau dồi nó và rất là sẵn sàng lắng nghe những cái góp ý để cho mình tự tin hơn, mình cởi mở hơn, mình độc lập hơn. Và đó là cái mà em vẫn trau dồi mỗi ngày. Thì nghe và biết được là thứ mình nói ra không phải là nó ngẫu nhiên, nó liên quan tới công việc sắp tới mà mình muốn làm. Và mình hiểu mình đang ở đâu và chia sẻ ra. Và cái thứ ba là quá trình mình đã, đang và sẽ như thế nào trong quá trình thay đổi bản thân. Và hoàn toàn cởi mở và open cho cái chuyện là sẽ tiếp tục được hướng dẫn và chỉ ra những lỗi sai của mình trong những lần sắp tới. Và nếu các bạn vẫn còn nghe tới đây thì lỗi sai trầm trọng tiếp theo của hầu hết mọi người khi sử dụng điều này đó là học thuộc lòng. Anh nói tới một tiêu chí cuối cùng là tiêu chí quan trọng nhất của một buổi phỏng vấn, và đặc biệt với những cái câu nhạy cảm về điểm yếu giống như vậy. Các bạn có thể kiếm cái công thức này, thật ra công thức anh đưa ra cho các bạn không quá khó, các bạn để các bạn có thể tìm thấy. Có những cái câu, những cái đoạn ví dụ trên mạng, internet các bạn search cái là ra. Và có nhiều cái ví dụ ở nhiều trường hợp khác nhau, ở những ngành kỹ thuật, IT, thiết kế, marketing đầy. Nên là các bạn hiểu sâu hơn rồi, các bạn sẽ tìm những công thức đó, làm giống như ví dụ của anh hoặc là những ví dụ của trên mạng mà các bạn tìm thấy được. Nhưng khi đó các bạn sẽ gặp phải một sai lầm chí mạng là học thuộc lòng và nói cái câu đó ra một cách rất là sáo rỗng. Nên để ứng dụng tốt chuyện này, các bạn cần phải có một cái gọi là sự chân thành. Chân thành để thể hiện ra cái câu nói đó của mình, không chỉ là học để nói và để đáp trả cái câu hỏi có vẻ khó từ người phía bên kia. Cái câu hỏi đó có thật sự, cái thứ mà lời mà bạn nói ra có phải là cái trong đầu bạn thực sự nghĩ, có phải là cái mà bạn thực sự cảm nhận, và có phải cái là mà bạn đang làm theo cái lời lẽ đó hay không? Bạn có làm theo thứ mà bạn nói hay không, hay đó chỉ là thứ học thuộc lòng để trả bài thôi? Đó là điều quan trọng hơn rất nhiều. Và để có thể cảm nhận được sự chân thành của một người là họ phơi bày ra sự thật, họ sẵn sàng thay đổi. Quan trọng hơn rất nhiều là cái mồm, cái miệng mình khéo léo như thế nào. Và những cái người phỏng vấn đã có kinh nghiệm, anh đảm bảo với các bạn họ nhận ra được liền. Đây là điểm mà nếu các bạn có tìm hiểu về câu trả lời trên mạng, các bạn sẽ ít thấy chỗ nào có nhắc tới. Cho nên nếu các bạn thực sự thấy đây là điều quan trọng, nhớ like,
share cho những người bạn bè của mình cũng cùng biết cái nguyên tắc quan trọng này. Và đừng quên, nếu đây là lần đầu tiên xem video clip của anh, bấm vào nút subscribe, bật chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip nào giống như vậy anh làm cho các bạn trong những lần sắp tới. Vậy làm sao để đảm bảo cái câu trả lời đó nó thực sự chân thành? Đó là hãy dùng câu hỏi này, câu hỏi điểm yếu của bạn là gì, không phải là câu hỏi để trả lời cho người phỏng vấn mình. Hãy dùng câu hỏi này để trả lời cho chính bản thân của mình. Đây là câu hỏi các bạn dùng để tự chất vấn bản thân của mình. Nghĩa là gì? Nếu mình có một công việc mình rất yêu thích rồi, mình tìm hiểu kỹ về nó rồi, mình biết là có những điểm mạnh, điểm yếu này rồi, mình bắt đầu nhìn lại mình thấy mình có những điểm mạnh này và mình cũng có những điểm yếu này luôn rồi. Các bạn hãy tự đặt mình ở vai trò là nhà tuyển dụng, là hey, nếu mình có điểm yếu này nó ảnh hưởng lớn đến công việc này đến cỡ nào, và rốt cuộc người ta có nhận mình vào để mình làm hay không. Dùng câu hỏi đó để tự chất vấn lại bản thân mình. Và khi đó các bạn sẽ làm gì? Nếu vậy thì mình cần phải cải thiện nó, mình cần phải thay đổi nó, học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, tương tác nhiều hơn, làm bất cứ điều gì để thực sự cải thiện điểm yếu của mình, để dần dần hoàn thiện hơn. Và hãy dùng nó cho chính cuộc sống của mình. Và khi các bạn làm giống như vậy, các bạn thực sự làm chuyện đó, thì khi bước vào trong buổi phỏng vấn, cái lời nói của mình nghe nó sẽ chân thành hơn rất nhiều, mà không cần phải cố, không cần phải gồng lên để thể hiện cho nhà tuyển dụng. Đó mới là sự nổi bật thật sự. Các bạn hiểu ý anh không? Và đó là cái quan trọng nhất anh muốn các bạn nhớ được trong clip này. Các bạn có thể quên hết tất cả mọi thứ, các bạn có thể search thêm ở những nơi nào đó khác, nhưng cái quan trọng nhất anh luôn muốn nhấn mạnh là hãy mang sự chân thành đến cho cái buổi phỏng vấn đó. Và cái sự chân thành nó không phải là sự ngây ngô, nghĩ gì nói nấy, mà là chúng ta thực sự làm theo những thứ mà mình nói, chúng ta thực sự nghĩ với những thứ mà mình đang nói và thực sự cảm được những thứ mình đang nói. Và điều đó chỉ có thể xảy ra bằng cách là không phải tới cái dịp phỏng vấn rồi mình mới lật đật coi học để đối phó, mà hãy dùng chính những câu hỏi phỏng vấn này khi các bạn tìm hiểu và nghiên cứu trước, hãy dùng nó cho mình từ trước khi các bạn thực sự đi phỏng vấn, và trau dồi trang bị thêm cho mình, để từ đó mình biến cái đó thành một cái việc mà hiển nhiên mỗi ngày tôi đều tự ý thức được là điểm mạnh điểm yếu của mình ở đâu, mỗi ngày để tôi đều hoàn thiện bản thân của mình. Và đó là cuộc sống của các bạn, đó là các bạn luôn rồi. Thì khi bước tới buổi phỏng vấn, các bạn thực sự mang bản thân mình tới, mang cuộc sống mình tới, mang cái suy nghĩ của mình tới, và học cách để nói nó ra cho người ta hiểu về bản thân của mình thôi, chứ không chỉ là một lần đối phó. Nên tiếp theo có một bài tập cho các bạn làm liền luôn nè. Và như anh nói, bài tập này không chỉ dành cho những bạn sắp đi phỏng vấn sắp tới, mà dành cho những bạn chưa đi phỏng vấn luôn. Bởi vì chúng ta cần chuẩn bị trước cho chuyện đó, để mình thực sự sống với những thứ mà mình sắp nói, đang nói. Ok? Nên hãy làm 3 việc trả lời cho 3 câu hỏi như sau. Câu hỏi số 1: công việc nào, cái job description nào, cái vị trí nào là cái mà các bạn rất là yêu thích? Các bạn thể tìm cụ thể luôn, ở công ty nào, vị trí, viết xuống dưới là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2: điểm yếu mà mình đang có liên quan tới công việc này là gì? Và điều thứ 3: các bạn đã, đang và sẽ cải thiện gì ở bản thân mình để có thể làm cho cái điểm yếu đó càng ngày càng được cải thiện tốt hơn và khiến cho các bạn có thể hiệu quả hơn trong công việc sau này. Comment xuống phía dưới xem. Anh rất là muốn đọc từng cái chia sẻ của các bạn. Ok? Nhớ làm bài tập ngay từ bây giờ, để tới khi thực sự bước vào vòng phỏng vấn, các bạn sẽ rất là tự nhiên, chân thành và thoải mái.